trường phổ biến, tuy nhiên là trong quá trình đi học và đi một số chuyện sau này về làm một số cơ sở lớn có cái khoản tiền từ chúng ta sẽ làm quen với nó trong cái khuôn khổ của những vấn đề cơ bản để đáp ứng chung thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị cũng vẫn thân thành về khoản tiền từ đó của mình về đó. Tự nhiên trong cái bài này nó nói gì về mặt kỹ thuật, tuy nhiên là ý là về số liệu, về cái con số của các chỉ số thì coi như là chúng ta đã biết, còn nếu mà chúng ta chưa biết chúng ta có thể tìm hiểu thêm dựa trên cái cơ sở để chơi là của cái mạng. Các chị
一跟你那比索的就是你的满脸发球这个跟你看一cái câu hỏi đặt ra của tôi là để chúng ta đi thì thấy cái cộng từ thần kinh cuộc sống cộng từ khớp thì nó nhiều nhất hai cái loại đó thì thông thường nó chiếm khoảng 70% các cụm từ hoặc hơn còn khi cái cộng từ vùng châu thì cái số lượng nó ít hơn so với lại hai cái kỹ thuật ba cái nhóm mà mình đã nêu lại trên thì các anh chị nhận xét của các anh chị có sự khác nhau giữa cái nhóm thần kinh cột sống cơ xương khớp với nhóm vùng trậu hay không? Đúng rồi, sử dụng ở các chủ số khái quát vấn đề đó nâng cao lên khác nhau ở chỗ nào về mặt nguyên tắc. Bây giờ lấy những chuỗi xung, đương nhiên chúng ta sẽ nhớ hai cái rồi. Có những chuỗi xung, nó đều có những chuỗi xung thiên địa tây một, thiên địa tây hai, và chúng ta bỏ qua cái thiên đi, chúng ta gọi là xung tây một, xung tây hai. Nó có xung bất tán, nó có những xung xóa mở, có những cái chụp động hoặc là chụp sau khi sử dụng thuốc tương phản thì đều có những xung có hết. Thì bây giờ chúng ta có lấy xung chụp sọ não thông thường hoặc là chụp cột sống thông thường khảo sát các cái địa điểm mình áp dụng vô cho cũng thấu được hay không? Yeah.
tư tìm thì các anh chị thấy thường dân nằm yên trong suốt khoảng thời gian, gần thời gian mà người ta thu hình cho bổ sung, các anh chị sẽ thấy nó biểu hiện trên cái màn hình, thông thường nó đều trên 1 phút đó. Có gì bổ sung chúng ta phải làm đến 2-3 phút là những bổ sung cho các cơ quan bất động, là sọ não, là cột sống, là cơ xương khớp. Bởi vì ta để yên cái đó, để quá trình lấy xuống ghi hình nhìn thấy. Còn trong cái đối với lại bụng đầu thì nó bị ảnh hưởng của hô hấp, ảnh hưởng của du động ruột, nhất là ảnh hưởng của hô hấp. Thì nếu thì trong quá trình hô hấp thì nếu ta ghi hình dùng sử dụng những cái bổ sung Pineco giống như bình thường thì lúc đó thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó bị nhẹ. Lý do là do cái cử động để giúp sọ não hay giúp xương khớp các anh chị được bất động hoàn toàn, khi là nó làm được tốt được. Đương nhiên sau này thì có những cái sung có những phần mềm đó làm giảm cái giá cho cử động đi, tuy nhiên là nó chỉ làm hạn chế một phần và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh và cái tỷ lệ tín hiệu nhiễu nó thay đổi. Chúng ta cũng tương đối cho nên để được một hình chất lượng cao thì đối với lại những cái thuộc chụp riêng nó phải có những cái bổ sung. Thì ở lúc nó sẽ chia ra làm 2 cái nhóm chính lớn, đó là những nhóm mà dành cho cơ quan bất động và một cái nhóm là làm cho các cơ quan theo cơ học. Đương nhiên cái nhóm thứ 3 là nhóm về mạch máu. Nhóm về mạch máu thì có nhóm không sử dụng thuốc tương phản và nhóm có sử dụng thuốc tương phản, thì nó là một cái nhóm kỹ thuật riêng. Thì đại khái nó sẽ có 3 nhóm. Tuy nhiên trong mỗi nhóm đó thì nó còn có những cái xung, ví dụ như là xung chức năng hoặc là những cái xung để mà mình có thể định lượng trong cái đó, thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào phần mềm của máy. Tóm lại thì trong khuôn khổ của bài thì chúng ta sẽ khảo sát các kỹ thuật chụp dùng để khảo sát về hình thái. Chúng ta không có nói về cái mặt chức năng, chức năng thì nó lại ở phần mềm cao hơn trong khuôn khổ của bài. Thì bởi vì do cái tự động hô hấp cho nên khi mà làm các cái xung bắt buộc mình phải có cái thời gian ghi hình nhanh. Và các chị nhớ một điều, cái đường trường càng cao thì cái thời gian ghi hình của các cái xung nó càng nhanh. Đương nhiên đường trường càng cao thì nó sẽ tỷ lệ nhanh với lại cái tỷ lệ cũng nhiều nhiều, cho nên là người ta các phần mềm ngày càng ra đời làm sao khắc phục, mặc dù đường trường cao nhưng mà sẽ làm cho cái tỷ lệ nhiễu đó nó thấp nhất. Thì như vậy thì rút ra một điều là các cái máy cộng từ có đường trường thấp, ví dụ như 0.2, 0.35, thì khi thực hiện các cái cuộc chụp bụng chậu để bệnh nhân nín thở trong một thời gian ngắn, nín thở thì các chị nín được bao lâu cũng được. Thì các chị cứ nhờ bạn mình kế bên lấy tay mũi đưa vào đàn con với điều kiện là người khỏe. Còn đối với người mình thì đương nhiên cái thời gian này nó còn ngắn hơn, chỉ có dài mấy đối với người chết những thở chỉnh diện. Cho nên là như vậy thì gần như là các máy để chụp bụng chậu thì chúng ta sẽ biết rằng là những máy có từ lực nó trung bình cho đến cao, nó phải từ một cái slide trở lên thì cái chất lượng hình ảnh nó mới cao được. Và mục đích của mình để có chất lượng hình ảnh tối ưu thì cần phải mục tiêu mình là hình ảnh phải hiển thị rõ, dễ nhận thấy bằng mắt thường các dấu hiệu của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là cái trong cộng từ nó nhiều chữ xung
nhóm T1, nhóm T2, có nhóm 2D, còn nhóm 3D. Nó rất là nhiều cái chủ xung trong mỗi cái nhóm dành cho mỗi loại bệnh lý, mỗi dạng cơ quan động hay là bất động. Thì cái nguyên tắc của mình ở đây là đối với lại mỗi từng mũi cuộc chụp, chúng ta phải cá thể hóa làm sao để cho cái thời gian chụp này là ngắn nhất. Ở trên là thời gian của mỗi chủ xung, còn ở dưới này là thời gian của cuộc chụp. Có nghĩa là ví dụ như không phải lúc nào chúng ta cũng phải sử dụng cái chủ xung. Ví dụ như nói trong T1 thì nó có T1 thường, T1 đồng pha, T1 đối pha. Nó có xung phù phi, nó có xung ở T2, radian biệt hồ. Rồi nó có xung phát sát, xóa mở, xung mở hoạt, nước, xung phổ công density, dần dần các chủ xung để các chỉ tiêu dữ liệu. Thì có nhiều chủ xung như vậy, nhưng mà ta cũng biết là tính chất đặc trưng của những chủ xung này đối với từng cái loại mô bệnh nó ra sao, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái tính chất để làm mục đích cuối cùng của mình là thấy được ở chất lượng cao. Thì vì vậy chúng ta sẽ loại bỏ những xung không cần thiết. Ví dụ như có những xung cột sống, cái gì được ba xung là cái gì cũng đọc cái bệnh rất là. Nhưng mà cũng có những cuộc chụp các chị sử dụng tới 17 xung. Nếu mà nhìn thì có một cái khối u này là khảo sát bằng đồng học chứ không khảo sát bằng cái chụp sao chứ tương tác bình thường. Thì vậy tùy cái nhận định của mình, thì vậy trong cái giống như là trong CT, khi mà chúng ta làm ở các xung quy ước ở T1, T2, xóa mở hay không xóa mở, động pha bối pha vậy, thì chúng ta phải đánh giá cái ung thư này xem chúng ta sẽ sử dụng cái tương phản, sử dụng chất tương phản để đặc trưng hóa cái mô bệnh, tuy nhiên là đặc trưng hóa theo kiểu nào, theo kiểu bình thường sao biết với những cái giữa với những cái xung radian theo cô bình thường, hay là sử dụng những cái xung 3D để khảo sát phòng học của nó. Thì đối với nguyên tắc cộng xung đó, thì làm sao chúng ta hạn chế tối đa được những đánh giá do sử dụng ở trong cổng đường buồng chậu, thì nó có những xung nín thở hoặc là những xung kích gương nhịp thở là nó đo cái nhịp thở. Thì đương nhiên trong đối với xung mà gơ theo nhịp thở thì nó là một cái mức độ nào đó chúng ta hiểu, nhắc lại cái nguyên lý là gì. Đối với nhịp thở khi nó lên đến một điểm nào đó tùy theo cái máy, tùy theo cái cuộc chụp, thì đến cái mức đó thì máy sẽ tự động ghi hình. Thì trong trường hợp đó thì về cái nhịp thở này nó phải đều, thì mình mới có thể thu cái hình nó tốt được. Còn nếu một bệnh nhân nhịp thở không đều thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng những cái xung và trigger theo nhịp thở được. Bởi vì ta cái hình của nó sẽ nhẹ, thì lúc lấy được hình, lúc không lấy được hình. Thì như vậy đối với cổng từ bụng chậu thì có nhiều trường hợp thì mình phải từ chối không thể. Lý do là bởi vì bệnh nhân không có hợp tác, không hợp tác đến nín thở, hoặc là bệnh nhân không có nhịp thở được. Thì để dễ nhận thấy giữa mô nền với mô bệnh thì trong cái nguyên tắc chọn xung nó có một số ví dụ như thế này. Ví dụ như cái mô bệnh nó nằm cạnh hoặc là nằm bên trong của một cái mô mỡ. Chúng ta biết rằng trên mô mỡ, đối mô mỡ thì đối T1 thường và T2 thường thì cái mô mỡ nó có tín hiệu như thế nào anh chị? Đối mỡ thì trên T1 và trên T2 thường thì tín hiệu của mỡ cao hay thấp, hay một cái cao cái thấp và ngược lại. Mỡ bình thường ví dụ như mỡ dưới da
ở trong mặt treo. Trên cả T1, T2 đều cao hết, đúng không? Trên cả T1, T2 đều cao hết. Thì như vậy, ví dụ như đối với lại nước, với lại những cái mô sơ ở trong xoang bụng, sơ thì thường nằm ở sau khuôn mặt, thì nó bình thường thì nó có tín hiệu trên T1 thấp. Thì như vậy, cái mỡ tín hiệu nó cao, nó sẽ tạo tương phản với cái nước hay là cái mô sơ này. Thành ra mình sẽ dễ dàng nhìn thấy trên cái hình T1 thường không có xóa mỡ. Còn ngược lại, những cái mô bệnh mà nó có tín hiệu cao, trung bình hoặc là cao mạnh ở trên T1, ví dụ như là máu quá cấp trong cái dịch xuất huyết hoặc là những dịch giàu protein, nhất là các chị hay chụp ở túi mật hoặc dây nhiệt đói, cái mật không cô gặp, hoặc là trong mũ, hoặc là trong những cái nang này, thì cái dịch protein nó cao, đậm mũ nó cao, cho nên là cái tín hiệu hình ảnh của nó trên hình T1 mình sẽ thấy nó cao. Mà nếu hình ảnh trên T1 của mô bệnh này là máu hay là dịch nó cao, mà chúng ta sử dụng cái T1 không xóa mỡ, thì cái cao của mỡ, nhất là ở mỡ sau khuôn mặt hoặc là mỡ của mặt treo, thì chúng ta sẽ thấy là giữa hai cái màu trắng đó, có nghĩa là tín hiệu cao đó, thì sẽ khó thấy. Cho nên đối với những mô mà trên T1 cao thì chúng ta sử dụng cái xung T1 xóa mỡ để cho cái mỡ nó bị đen đi, nó sẽ làm tăng cái tương phản, tăng cái độ nhận thấy được, tăng cái khả năng phát hiện cái tổn thương đó dễ nhận thấy hơn. Ngược lại, trên xung T2 cũng vậy. Trên xung T2 thì những cái mô bệnh có tín hiệu thấp, ví dụ như là mô sơ, thì sẽ dễ thấy ở trên cái xung T2 mà mở cái tín hiệu cao. Bởi vì mở tín hiệu cao thì cái mô mà có tín hiệu thấp, ví dụ như mô sơ, thì sẽ dễ dàng thấy hơn. Ví dụ như nó mở sơ mạc thì mình sẽ xài cái T2 thì không xài cái T2 số mà. Vì vậy trên cái nền mở ở sau của mạc nó trắng, trên T2 thường mở mặt đeo nó trắng, thì các tổn thương sơ thì mình sẽ dễ dàng nhận định nó được bởi vì tương phản trắng đen. Trong cái bài vở cho các anh chị, tôi sẽ đưa cho một số hình. Tuy nhiên là nguyên một cái tuần trước là tôi không có soạn bài được, nên hôm nay tôi đi chậm ở cái chỗ này để các anh chị hình dung, các anh chị liên tưởng. Rồi sau đó các anh chị về tôi sẽ gửi cái bài cho các anh chị đọc, nó sẽ dễ hiểu về mặt nguyên tắc. Ví dụ như cái mô bệnh mà có T2 cao, ví dụ như dịch hay là phì đại, thì cái T2 cao để so với mỡ thì bắt buộc mình phải xóa mỡ đi thì mình sẽ dễ dàng mình thấy cái mô bệnh này. Ví dụ như một cái thấp, cái T2 nó cao nhẹ chứ không bình, thì T2 nó cao mạnh, thì về tên xung xóa mỡ thì cái trắng đen mình sẽ dễ dàng thấy được, có gọi là cái tương phản, cái gì để phát hiện ở đây. Thì đó là giữa T1, T2, T1 xóa mỡ, T2 xóa mỡ. Tại sao mình chọn, nên chọn như thế nào, tùy cái đặc trưng của từng loại bệnh. Vì vậy, cái thứ ba, đó là cái sử dụng cái chất tương phản ngoại vào. Cái chất tương phản ngoại vào và cái chất đặc trưng mô trước đây nó nhiều thứ. Nhưng mà sau này do cái có những cái mình sử dụng cái dòng sắt 3+, hoặc là có những cái thì đặc hiệu mô cho những cái Primobis mà mình hiện tại đang xài. Và cho tới nay thì người ta chia ra làm nhiều loại, nhưng mà các cái chất tương phản mà ngoài gadolinium ứng dụng ở những cái nguyên tố khác, các cái photon khác như sắt hay là độc, thì hiện tại với những sản phẩm bây giờ nó gây độc nhiều, cho nên người ta không sử dụng, không đưa ra ngoài thị trường nữa. Cho nên là người ta quên, cần chỉ có thể quên nó được ở thời điểm này. Nếu mà sau này có chế phẩm nào khác thì chúng ta sẽ tìm hiểu
sao. Còn hiện tại bây giờ thì đối với lại cái phiên bản ngoài ra khác ra luôn trong sử dụng trong nội từ thì chúng ta chỉ còn có cái Primovis là phiên bản nội vào, thì một số ví dụ sau này sẽ được đọc đến. Vì nó là đặc hiệu cho gan, cho tế bào gan, tế bào tốt phơn và bài tiết qua họ. Chỉ còn sử dụng một cái lọ còn lại gần như là 99.9% các cái cụ trưởng là chúng ta sử dụng cái gadolinium cho tất cả các cụ trưởng phòng thông tin cho tới thời điểm hiện nay. Thì mục đích của sử dụng chất tương phản trước đây thì các gì có thể gọi là chất chặn từ, nhưng mà đây là một chặn từ ở trên T1, cái thời gian của nó sẽ hiện sáng lên, cái chiều nó cao lên thì nó cũng không phải là cản. Cho nên là chúng ta đừng có theo cái từ là cản quang, thì cái, ở đây nó xài cái từ cản từ nó không đúng. Cho nên là mình nên sử dụng gọi là sử dụng cái cách pháo tương phản là đúng nghĩa nhất, là cái contrast media là phổ biến contrast. Thì đó là cái chất mà nó tạo ra tương phản khi dính vô trong lòng mạch thì qua cái túi máu của cái mô đó thì mình sẽ thấy nó hiện lên như thế nào, tùy thuộc vào cái khả năng túi máu của cái mô. Cho nên là mình sẽ ngoài cái chuyện mình dễ thấy hơn thì nó còn có đặc trưng cho bản chất của mô bệnh, ví dụ như cái kiểu cấp màu thì màu mạch hay là tương ứng với cái thì động mạch hay khỏi, và cũng như là kích thước đồ thải của cái khoảng kẽ hay là ở chỉ một kẽ sau một bao phủ. Thì thông thường đối với những cái xung T1 sau khi những xung T1 mà sử dụng cái gadolinium thì bởi vì nó giống như ở đây thì nó sẽ trở lại giống như là thuốc cản quang ở trong CD, thì thông thường người ta sẽ sử dụng những cái xung 3D xóa màu để nó làm cho cái mô toàn bộ nó đen lên hết, nó bị đen hết, và lúc đó thì trên những cái hình T1 thông thường trên cái hình mà bắt cái thuốc tương phản thì nó sẽ thấy rõ lên, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái đặc trưng tưới máu của nó, bắt máu mạch ở thì máu mạch thì bị động mạch, rồi thải thuốc ở bị tửa hoặc là cái mắt 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 thuốc của nó ở cái gì cân bằng thì kẽ như thế nào. Thì thông thường thì những cái mô mà nó được tưới máu bởi cái máu mạch là những khối u mà được cung cấp máu động mạch, máu động mạch thường là các tổn thương ở gan, lách, ở tủy. Còn nếu thì mô kẽ là từ 1.5 trở đi, trung bình là khoảng 3 phút, hay là thay phổi từ khoảng 2 đến 5 phút. Thì thông thường mình sẽ thấy phát hiện những cái tổn thương viêm, những cái tổn thương mà nó lan tràn trên bề mặt. Ví dụ như lan tràn bề mặt, ví dụ như những cái nốt di căn trên phần mặt, những cái carcinoma của đường mật, hay là cái bệnh lý viêm đường mật rú lên, hay là trong các cái viêm mắc xe, thì chúng ta sẽ khảo sát ở những cái thị kẽ. Thì cái thị kẽ này các anh chị sẽ thấy nó gồm có từ cái thị tĩnh mạch cửa trở đi, thì nó gọi là thị kẽ. Bởi vì đối với thị động mạch gan thì giữa động tĩnh từ với lại CT chúng ta thấy nó có hơi khác nhau trong cái cách gọi, là nó xuất phát từ cái gì. Thì thông thường cái CT chúng ta chích cái khối lượng thuốc cản quang, thuốc tương phản của X quang nó lớn đến nhiều hơn 70-80%, 120-150 ml. Còn trong khi đối với lại thuốc tương phản sử dụng trong cộng đồng tình, cái liều rất ít, nó chỉ có 10 tối đa là 20 ml với cái gadolinium. Thành ra cái thời gian chích nó rất nhanh. Là dù như đối với lại đương nhiên đối với CT thì tùy theo máy, nếu mà chúng ta sử dụng bơm tim 1 nòng hay 2 nòng nó cũng khác, thì chúng ta phải thường là phải dịch tùy theo kinh nghiệm của kỹ thuật viên, hoặc là chúng ta sử dụng cái trigger hoặc là cái test bolus
ta xem cái nó bắt ở thời điểm nào. Còn trong cái khoảng từ thông thường với cái liều của cái thuốc tương phản nó ít, cho nên là khi các chị tiêm vô thì cái thời gian tiêm gần như không đáng kể, nó chỉ khoảng 1 giây, 2 giây là thôi. Nó khác với là cái thuốc cản quang sử dụng trong CT, cho nên là tối là cái chuyện mau mặt thì người ta và hơn nữa trong cái thời gian lý hình của cộng từ nó cũng chậm hơn, dù là trong cái hơi nên phải, nhưng mà so với CT thì các chị thấy cái số lát của cộng từ nó lấy ít hơn là số lát của CT. Thành ra người ta sử dụng cái từ nó gọi là cái thiền mau mạch, nó tương ứng là cái thiền động mạch gan hay là cái thiền động mạch ở trên CT. Nhưng mà nhìn chung về mặt hình ảnh học thì chúng ta coi như cái này nó là một, và thường chích xong thì bắt đầu khởi phát cái xung trực. Bởi khi mà khởi phát xung trực thì nó còn cái thời gian chuẩn bị, một cái thời gian trễ của cái máy nữa, nó sẽ tùy thuộc vào thời gian trễ của cái máy. Cho nên CT mình có thể mình canh được, còn trong đoạn ống từ thì nó thấy rằng thông thường vừa bơm xong là khi ở trong phòng kêu chụp thì giống bài này bắt đầu chụp, thì vậy trong cái khoảng thời gian khoảng 30 giây đó là vừa lấy bắt đầu là khởi động của cái xung của chụp máy đó, và cũng như là cái thời gian lưu chuyển của cái thuốc trong tĩnh mạch đi đến cái mô là vừa. Rồi sau đó thì gần như là bởi vì bệnh nhân nín thở, và khi mà nín thở để thực hiện một cái xung đó thì mình có là ví dụ như trung bình cái thời gian nín thở của người bình thường là khoảng 20 giây trừ giờ đồng chí bơi bộ, thì một cái xung thông thường các chị sẽ lấy nó khoảng từ 15 đến 18 giây là cùng. Tại vì càng ngắn để cho hình ảnh của mình bị thay đổi trong nhịp thở, cho nên là khi mà bệnh nhân nín thở cho 15-20 giây đi thì các chị phải cho bệnh nhân thở ra rồi phải nghỉ một chút rồi mới bắt đầu hít rồi mới vô để chụp. Thành ra những cái khoảng thời gian sau gần như nó sẽ ít chính xác hơn, và cũng như là những cái cuộc chụp sau các chị thấy bệnh nhân dễ bị hình nó sung hơn. Bởi vì nếu mà các chị ra lệnh cho bệnh nhân hít vô nín thở sau 20 giây rồi sau đó cho bệnh nhân thở ra thì để lấy ở cái thì 60 giây, thì 20 giây nín thở ra mất cũng gần khoảng 20 giây nữa, thì khi mà nín thở hết cả vô nữa thì cái thì cửa của mình cũng thường nó sẽ lớn hơn một. Thành ra trong cái thì cửa của cộng hưởng từ thông thường nó khoảng 80-90 giây. Còn những cái mà mình ghi ở trên là 30, 60 hay 90 thì cái thời gian đó gần như không phải là thời gian thật. Vậy nếu mà các chị hít vô nín thở, các chị thở ra rồi mới nghỉ rồi mới bắt đầu hít vô thở lại, chứ còn nếu hít vô thở ra rồi bắt đầu hít vô đi thì kêu nhân hít thở trở vô nín thở thì chắc chắn là cái nhân sẽ có những cái run nhiều cái hết tùy theo cái lệnh hít vô đó. Ra cái chân cũng từ bụng nó rất là khó, thì một số máy chẳng hạn như đối với là cái máy Hitachi chẳng hạn thì đối với là một cái xung chân, nhưng mà nó chỉ ứng dụng trên những xung T1, T2, nó chia ra những cái khoảng mấy lần của một cái xung đó là 2 hoặc là 3 lần ví dụ đối xung T1 hoặc xung T2. Còn đương nhiên trong cái chụp dynamic, cái chụp động học khi mà khảo sát thì cái hình đó giống nhau, thì để làm mục tiêu mục đích là làm hạn chế cái đánh giả cho cái tự động, thì tóm lại trên cái một cái chụp cộng từ bụng thì chúng ta cần có xung T1 thường hay là T1 xóa mặt
tùy đến mình cần cần thiết, trong đó là T1 cộng 3 là đúng pha. Xung T2 thường hoặc là xung T2 khó mở hay là xung T2 nặng, rồi xung heavy thì xóa mở thì thông thường là sử dụng trong một số cái bệnh lý đặc biệt, cái này trong bệnh lý thứ sạch, thứ nóng hoặc là trong phát hiện cái trong cái chẩn đoán của cái men zone mà không cần sử dụng thuốc tương tác. Và sau tiêm gadolinium thì chúng ta khảo sát cũng như tất cả các thứ giống như là của CT. Thì bắt đầu vô cái cuộc chụp phòng ứng từ thì đầu tiên thì giống như là CT thì người ta sẽ làm cái localize là cái gần như là một chụp một cái hình ảnh chung của một cái vùng đó để mình bắt đầu mình định vị, rồi sau đó thì mình đặt những cái mặt phẳng cần thiết để khảo sát tùy theo cái tạng. Từ đó như là những cái xung rất là nhanh, những cái xung sinh gần soft, và những cái xung này bởi vì nó chụp rất là nhanh nhưng mà hình ảnh của nó thiên về T2, cái bản chất của xung sinh gần soft này hay gọi là xung cuffis, gần như máy nào nó cũng có mục đích là để tùy gì đó chứ nó không có giá trị trong chẩn đoán. Như trên một cái nín thở này, bởi vì trong cái xung sinh gần soft này thì cái TD và TE của nó rất là ngắn, nó chỉ có 1.3 mili giây, 1/3 mili giây, cho nên là khi mà nó ngắn như vậy đó thì nó chụp hình rất là rõ nét, mà nó hơi thiên về T2 cho nên là các cái dịch nước hoặc là thậm chí các mạch máu ở trong gan mình có thể thấy được. Và cái đường viền của các cái mô chẳng hạn như gan, lách, thận, nó có một đường viền đen, bởi vì tính chất của nó ở trong cùng một góc sen giống như ở trong một cái T1 đốt pha thì nước mở trong cái góc sen thì sẽ mất tính viền. Thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận được cái xung Rufus này là cái xung mà nó thiên về T2 chứ không phải là xung T2 cũng là thông thường. Thì chúng ta thấy có mạch máu dù rồi chúng ta các cái dịch nó màu trắng, đặc biệt là những đường viền mình thấy rất là rõ, tuy nhiên không có giá trị trong lý giải về triệu chứng, mục đích là để làm đường viền. Thì cái xung Cuffis này đương nhiên trong một số cái bệnh đặc biệt chẳng hạn như trong phòng từ tim để khảo sát cái dòng lưu chuyển mạch máu giữa các vùng tim hoặc là ở ruột để khảo sát cái nhu động ruột hoặc là ở cộng hưởng từ sàn trọng như bác sĩ Linh có trình bày cho các anh chị, chúng ta sẽ sử dụng cái xung siêu nhanh này. Và bởi vì ở xung này tìm trên một mặt phẳng thì chúng ta có thể khảo sát được một cái khoảng thời gian khá dài để khảo sát những cái cử động của tim, cử động của lòng học sàn chậu. Như vậy thì chủ yếu là cái xung siêu nhanh của cái single shot là chủ yếu là để khảo sát những cái cử động hơn là hình thái. Thì ứng dụng tim ứng dụng trong ruột, chẳng hạn một bệnh nhân tắc ruột chúng ta sử dụng một cái xung Cuffis này ở mặt phẳng corona chúng ta sẽ coi gần như là toàn bộ được các cái ruột non ở phía bên trong, cái nào giãn nó chứa dịch thì nó sẽ cao ở trên cái xung này, nó giãn mình sẽ thấy rõ ràng hơn trên phòng ung thư. Và cái nhu động của nó thì theo thời gian thì mình ghi lên đó được theo thời gian, đương nhiên bệnh nhân cũng phải nín thở. Và cái xung này thì vì nó cố định ở một vị trí gọi là chụp CT
giống như là các anh chị siêu âm tim, các anh chị đặt đầu dò ở một chỗ thì cái thay đổi của cái thần tim, của các van tim, của các bộ tim nó sẽ thay đổi theo thời gian. Ở một tiền thì đối với lại trực khảo sát của tim, của khảo sát chuyển động của tim hoặc là của sự non hoặc là của chậu thì cái tính chất nó cũng gần như tương tự. Ở một cái mặt thẳng nào đó chúng ta giữ cố định để si mê theo thời gian của cái đó, chủ yếu là khảo sát các chuyển động là chính. Thì sau khi định vị xong thì thông thường người ta sẽ sử dụng những cái xung thuộc về tây một. Thì ở những cái xung thuộc về tây một này có thể là từ 2D hoặc là xung 3D. Rồi những xung 3D hay trong sử dụng cái thuốc tương phản nhiều hơn hoặc là trong cái những cái gơ theo nhịp thở. Đặc biệt là có xung tây một đồng pha và đối pha. Thì giữa cái T1 đồng pha hay đối pha này thì các chị thấy cái T1 đồng pha hay đối pha cái mở ngoại vào nó đều có rất hiệu cao trên T1 giống như thế này. Nhưng đồng pha và đối pha trên xuống T1 thì đối với T1 đối pha thì những cái mở ngoại vào nó sẽ được mở ngoại vào và nước ở trên cùng một cái cốt xeo nó sẽ bị xoa đi, thành ra nó tín hiệu nó đen. Sau này thì người ta còn sử dụng của nó trong những cái bệnh lý nhiễm sắc hoặc là nhiễm độc, tuy nhiên là những đó là những ứng dụng cao tôi không đề cập ở đây. Dù trên hình này thì các chị thấy trên T1 thì cái vùng này của gan cái tín hiệu của nó cao nhẹ hơn so với cái nền gan ở đây. Nhưng mà trên T1 đối pha thì ta trên T1 đối pha này thì ở những cái bờ viền này nó cũng giống như là cái xung pubis quanh các tạng, các chị sẽ thấy một cái viền đen ở đây của cái nước và máu được bao quanh của các tạng nó sẽ bị mất đi. Thì tương tự như vậy thì cái nước và mỡ trong các cái cấu trúc có nhiều mỡ ở đây nó sẽ bị mất nhiều và như thế ta sẽ thấy nó đen. Và như vậy rõ ràng trên cái hình gan nhiễm mỡ của phổi ung thư mình sẽ dễ nhận thấy hơn là trên CT. Dù trên CT các chị nhìn quen thì cái gan thấm mỡ, gan nhiễm mỡ toàn bộ thì các chị mới biết nghi ngờ, thì các chị coi thấy cái độ cao siêu nó thấp thì đó là nhiễm mỡ. Còn trên cổng từ chúng ta không có đo giống như là CT, chúng ta chỉ nhìn, cho nên là mục đích sử dụng xung trong cổng từ là làm sao để nhìn dễ nhìn dễ thấy. Thành ra đối lại xung T1 đồng pha hay đối pha về nguyên lý và phòng nó là như thế, cho nên ứng dụng để chủ yếu là khảo sát những cái cấu trúc mà nói chứ mở còn vào thì mình sẽ dễ dàng nhận thấy. Dù như ở đây cái tổn thương vùng này và thỉnh thoảng có những cái chỗ mà mình thấy tín hiệu nó thấp hơn, vì vậy thì cái gan ở đây trên cái hình đồng pha và đối pha này thì cái gan mình thấy là nó cái tín hiệu của nó chứng tỏ rằng đây là một cái gan mà bị nhiễm mỡ ở dạng bản đồ dạng da beo. Mình thấy vùng này rồi những vùng đây rõ ràng thì so sánh như vậy thì khi thực hành một cái cổng từ vùng chậu các chị sẽ mở lên trên màn hình song song giữa hai hình đồng pha và đối pha, chúng ta cũng hình chạy song song thì chúng ta sẽ nhìn trên cái hình T1 đối pha này để xem có những cái vùng nào nó thấp hơn. Nếu mà thấp hơn các chị sẽ nhìn vào bên đồng pha còn nó bằng hay là nó cao hơn, thì nó cao hơn là trong gan nó mở nặng. Còn nếu mà nó bằng thì thông thường cái mức độ nó trung bình. Tuy nhiên trong cái bệnh lý chúng ta
cái phần mình sử dụng thì chúng ta có thể phát hiện được nó. Tuy nhiên là về mặt cơ bản để dễ nhận định tổn thương thì ta sẽ thấy rõ ràng như thế. Như vậy nhắc lại khi thực hành thì đầu tiên là mình sẽ xác định ở định vị qua cái tổn thương, xem mình sơ bộ mình sẽ thấy tổn thương đó như thế nào. Bởi vì các tổn thương thông thường chúng ta dễ thấy hơn trong hình T2 và cái xung cu phía cái xung sinh dần xót đó, nó dễ, nó là thiên về T2 cho nên nó xung nhanh đó giúp cho mình định vị được cái khoảng tổn thương để từ đó mình đặt ra cái khoảng ghi hình. Và như thế thì chúng ta sẽ thực hiện các cái xung T1 rồi xung T2. Thì T1 chúng ta có T1 cộng pha, T1 đối pha và cũng như là T1 3D là ba cái xung cơ bản nhất. Cái T1 3D là nó xóa mở cả đầu vào và ngoài vào để làm cái hình đờm giống như cái hình CT trước đây. Để nếu cái phẫu thuật này có thực hiện dưới phút tương phản thì chúng ta sẽ có cái hình đờm là cái xung T1 3D. Đương nhiên T2 thì nó cũng có những cái xung có thể sử dụng xung tương phản, nhưng mà bởi vì như tôi đã nói các xung tương phản sử dụng trên xung T2 những cái CEO thì sắt 3 cộng thì sau này cho tới hiện nay là chúng ta không đưa vào lưu hành trong thị trường vì cái độc tính của nó. Thì cái xung T2 này thì gần như là các cái tổn thương mình có thể phát hiện được dễ dàng trên cái xung T2 và từ đó thì kết hợp với lại cái hình ảnh của động học sau dịch gadolinium mà mình chỉ dạy cái đặc trưng của bản chất của cái tổn thương đó. Thì trên T2 này thông thường đối với lại cái máy Siemens thì có tên là HAS, nó là những cái xung topo speed echo hay là fast spin echo. Và có thể mình dùng cái xung xóa mở để bằng cái tương phản hình ảnh. Cái xóa mở này có thể là xóa mở nhân đích thở hoặc là xóa mở trigger theo nhịp thở tùy theo cái loại máy. Đương nhiên đối với những cái xung xóa mở thì xóa mở ngoài vào thì trên cái hình của nó thông thường thì nếu mà xóa được hoàn toàn thì mới làm cái xung đúng. Chất lượng máy càng cao thì cái xóa mở ước chúng ta thấy toàn bộ mở ước của xung quanh của nó màu đen chẳng hạn, ở đây bị ánh sáng. Cái xung T2 thông thường cái mở ước của nó mình thấy nó trắng, nhưng mà trên cái xung xóa mở ước thì mình thấy cái mở ước nó đen hẳn lên. Còn hoặc là nếu mà trong cái xung xiên hoặc là xung để 3D để mà mình làm cái trigger theo nhịp thở để sử dụng trong cái cây đường mật hoặc là trong cái tài liệu để lấy cái hình ảnh nước mà tĩnh, thì khi hình khô ta sẽ lên hình môn nó xóa hoàn toàn cái môn nào chỉ có cái thành phần nào nó chứa nước thì nó mới có tính hiệu cao hơn, còn lại toàn bộ nó bị xóa đen hết. Thì mục đích của mình là để sử dụng trong của hệ mật hoặc là của hệ điều. Có thể trên T2 chúng ta sẽ thấy nước nó đen. Thì vậy trên xung mà T2 nặng, T2 phát xa hoặc là T2 heavy thì đối với lại hôm nãy tôi có nói là đối với lại các cái nang thì nó cũng sáng, nhưng mà đối với lại những cái emenzone là cái tổn thương lành tính thường gặp nhất của gan, thì thông thường trên cái xung T2 và chúng ta thấy cái tín hiệu của nó giữa phát sát và không phát sát, phát sát nó càng hơn là cái xung không phát sát. Thì về mặt nguyên tắc nếu nó tương đồng với cái hình thảo quỷ thì cái bản chất của cái emenzone này có thể xác định được chỉ lên xung T2 mà không cần khảo sát đồng hồ.
ของเสื้อซุ้มเดชิกนั่งมาอยู่ในที่เราของเราว่าคือเยาวซื้อทั้งเป็นไปบ้านน้ำนายอย่างของแดงมีรู้คงอยู่แล้วก็อยู่ในป่าต้องการจะเป็นมองอะไรของผมด้วยเองก็ไปแต่เดินแต่ซุ้มเป็นการดูจีนหัวน้องก็ถูกวิโรจน์กับแซ่บแค่เป็นตัวกองหรือต้องก็มีแห่งเจ๊hay là có tan có hạn chế hay không hạn chế thì cái này là cái phần tham khảo chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Thì trong một cái xung ở đây chúng ta sẽ thấy là thông thường nếu mà được cái gai đôi nhung thì chúng ta sử dụng cái xung tây một cái gì nó bị nó đen và khi mà xóa toàn bộ mẫu nội bào lẫn ngoại bào thì mình thấy cái nền của cái nhu mô, nhu mô gan, nhu mô lách thì mình sẽ thấy nó rõ lên. Và khi mà chúng ta sử dụng các thuốc tương phản, chẳng hạn như ở các thì động mạch, thì tĩnh mạch hoặc là thì cân mạch thì qua các thì mình sẽ thấy ví dụ như thì động mạch cái nhận diện giống như tinh city là cái lắp nó sẽ bắt thuốc cái kiểu da beo, cái tĩnh mạch cửa thì nó chưa bắt thuốc hoặc là bắt thuốc đưa thương, còn cái gì thì tĩnh mạch cửa thì cái tĩnh mạch cửa hoặc là các tĩnh mạch tinh gan nó bắt thuốc đẩy lắp lúc đó nó bắt thuốc nóng nhanh, đó là cái cách định tính mình dễ dàng mình giải định các cái thì trên cái hình tổng hợp chung cho cả CT và chứng minh tổng thống tử. Mấy cái thông số này thì các anh chị dành về tham khảo trong bản. Còn đối với tổng thống tử chậu thì đối với bụng thì tóm lại thì trong bụng thì chúng ta bụng tức là từ đâu với các anh chị từ trên vô bằng cho đến ngang hậu chậu phía trên hai bên, những cái phần nào mà nó được khung chậu bao thì chúng ta gọi là chậu. Chúng ta thấy là giữa bụng và chậu về mặt giải phẫu nó có giới hạn rõ rệt, nhưng mà về mặt liên quan, về mặt chức năng thì không tách ra được, bởi vì ví dụ như nói thì nó chứa chủ yếu ruột non nhưng mà chậu nó cũng có ruột ở trong đó. Thành ra đối với lại các cái tạng của chậu thì nó đặc trưng của nó là gì? Đặc trưng của nó là nó nằm xa hơn cơ mặt, thành ra nó sẽ ít bị cử động của nhịp thở hơn, nó tương đối là nó bán động hoặc là thậm chí một số tạng nó là cố định, ví dụ như bàng quang, ví dụ như tiền liệt tuyến, ví dụ như tử cung. Tuy nhiên hay là thực trạng, tuy nhiên nó không bị ảnh hưởng của cử động hô hấp, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng của cử động của ruột non. Ruột non nằm kế bên đè lên nó, ruột non nhu động thì cũng lay động nhẹ nó, và chỉ cần một cái lay động nhẹ thì cái hình ảnh của một cái cuộc chân của mình nó bị mờ. Những tổn thương bên trong mình còn dễ phát hiện, nhưng những tổn thương trên bề mặt của các tạng thì khó thấy. Tuy nhiên càng nằm sâu, ví dụ như của tiền tuyến thì gần như nó không bị cái cử động của ruột non ảnh hưởng. Còn ngoài ra hoặc là ở mô mềm của sàn cầu, còn ngoài ra các tạng như bàng quang, như tử cung hay là trực tràng thì nó đều bị ảnh hưởng của cái cử động của ruột non. Cho nên tùy theo cái tổn thương, tùy theo cái tổn thương mà các nền gì sẽ chọn nhóm xung của chậu hay là nhóm xung của bụng. Và đương nhiên hai cái cũng sẽ có những cái trả giá khác nhau. Ví dụ như ở đây đối với lại các cái xung trực dùng chậu thì nếu chúng ta sử dụng những xung stereo bình thường, thời gian di hình nó lâu hơn thì cái độ phân giải hình ảnh của nó, ví dụ như ở đây các chị thấy bàng quang, các chị thấy tử cung tiếp xúc với ruột non ở thời điểm này
ở mặt phẳng này, ngay đứng ngay dọc giữa, thì mình sẽ thấy rõ ràng hơn các cái lớp nội mạc, rồi lớp cơ trong, lớp cơ ngoài của tử cung. Dưới hình ảnh cái độ phân giải của nó cao hơn nhiều. Nếu vào cuộc trường này các chị sử dụng cái xung khác, cái xung T2 fast video để chụp của bụng, thì các chị cũng ghi được hình ảnh này, nhưng hai hình hai bên các chị so sánh sẽ thấy nó khác nhau rõ ràng về mặt độ phân giải cũng như về mặt rõ nét. Đối với chụp cái tiền tuyến ở phía bên dưới thì ở mỗi cái loại bàn, ở mỗi vị trí khác nhau không ảnh hưởng đường ở tử cung, thì nó còn ruột non tiếp xúc ở đây, thì chúng ta sẽ khi ghi hình chúng ta sẽ thấy có những cái xung cái hình của cái đường mờ của cái tử cung này, đường mờ chỉ do ở cái thời điểm đó thì cái ruột non nó có nhu động. Thành ra khi mà đối với vùng đầu thì một số tác giả người ta khuyên là nên sử dụng các thuốc giảm co thắt hoặc thuốc xuống hoặc là sáu ma về đi do hay là sử dụng các thuốc cao cột để làm hạn chế cái cử động. Tuy nhiên là thực tế thì không cần thiết. Thì như vậy khi mà chọn xung ở để khảo sát vùng chậu, nếu một cái tử cung nó lan tràn lên trên cái ngày như một cái ung thư tử cung nội mạc thân tứ cung hoặc là cái ung thư đại tứ cung mà nó xâm lấn ra bên ngoài, nếu nó lan tràn lên trên bụng thì gây một cái axit, gây một cái những cái di căn ở trên bề mặt phúc mạc hoặc là xâm lấn ra thận chậu, thì vậy chúng ta sẽ sử dụng những xung điện. Thì vậy ở vùng chậu để khảo sát đúng được cái nội mạc thì đó chúng ta sẽ sử dụng những cái xung của vùng chậu, những cái xung spherical bình thường, cái thời gian được nó chậm hơn. Và bởi vì nó lan tràn lên trên cho nên ở trên bụng thì chúng ta sẽ chụp theo cái protocol của bụng là chỉ những xung nhau để mình mới khảo sát. Còn trong đối với tiền tuyến, khi bị tiền tuyến thì nó tùy cử động của ruột non, cho nên là các xung tiền tuyến thì thực hiện gần như là các cái nhân xung của các cái bài cố định, hoặc là ở trong vùng chậu những cái đường dò ở vùng một, những cái bài riêng chúng ta sẽ khảo sát. Thì thông thường trong cầu thứ tư thì chúng ta sẽ đặt những cái mặt phẳng riêng của nó ở trên bụng mình, chúng ta quên là tùy theo, có thể là chúng ta chụp ở những mặt phẳng xa thông thường, tuy nhiên tùy theo đặc trưng của cái tổn thương có thể các chị chụp cái hình corona đối lại trên bụng thì cái hình sa-ti-pa thì gần như ít khi nào sử dụng, trừ trong những trường hợp mà những cái tràn dịch mạch phổi phẳng hoặc là những cái tổn thương mà mình cần chuẩn bị trong chẩn đoán về mặt giải phẫu học ở theo kỳ nào thì chúng ta cần xung T3. Mà thông thường thì ở trên cái xung T1 thì gần như trước khi mà tiêm tương bản chỉ là những xung axan thông thường. Cái xung T2 thì axan thường, axan axan, và cái xung corona thì trên nguyên tắc là chúng ta chỉ cần có hai xung ở hai mặt phẳng thẳng góc nhau thì chúng ta có thể dễ dàng định vị trong không gian 3 triệu rồi. Ví dụ như trong một cái ung thư gan, ở một khối u ở gan thì có thể là chúng ta sử dụng hai mặt phẳng đó, chúng ta xác định được chính xác nó nằm ở nào, vị nào. Nó khác trên CT
trên city thì mình chuyển lên lại thì mình mới được, còn ở trên một công trình thì khi đặt ở cái mặt bằng nào thì mình sẽ sử dụng cái mặt bằng đó ngay từ đầu, coi như là cái hình mua chứ không phải là tái tạo được. Bởi vì các cái lát cắt ở trên cộng vững từ nó rất dày, cái chi tiết nó 3 ly trở lên số này các cái xung quanh cộng vững, cho nên là mình không có tái tạo, chỉ có thể tái tạo ở những cái xung 3D, cái xung mà mình lấy cái mỏng rồi mình cắt trở lại bản thân của nó mỏng, có thể là 1mm, 1.5mm rồi mình còn cắt mỏng trở lại cùng với tái tạo mới ra. Nhưng mà cái hình của nó không thường là nó mờ hơn so với lại cái hình của bên city. Còn trong bồn chậu thì thông thường người ta sử dụng cả ba mặt phẳng, và trong đó đối với bồn chậu thì người ta lấy cái mặt phẳng Serifa thường là làm gốc, trong khi mặt phẳng ở bồn thì lấy mặt phẳng Corona, có nghĩa là mặt phẳng đứng ngang để làm chuẩn bị. Thì ở bồn chậu thì thông thường người ta lại lấy cái mặt phẳng Serifa ra giữa chậu để ta sử dụng xác định nữ thì có tử cung và quan, nam thì tiền tuyến và bàng quang và tiền tràng. Thì ba cái đại chính đó là cái mốc để mà người ta đặt những cái chuột, bởi vì trong ở bồn chậu thì người ta sẽ khảo sát chính là ba cái đại đó, cho nên là trên mặt phẳng Serifa thì ví dụ như đối với tiền cung hay đối với tiền tràng thì người ta sẽ xác định cái tổn thương trên Serifa này. Ví dụ như đối với tử cung, ở đây tử cung ngã, tử cung gặp sao, ngã sao với soi của âm đạo. Thì mặt sagittal này là mặt sagittal của cơ thể, đồng thời cũng là mặt phẳng sagittal của tạng. Khi sau đó thì người ta sẽ có thể chụp theo mặt phẳng coronal hay mặt phẳng axa, tức là mặt phẳng ngang hay mặt phẳng đứng ngang. Thì lúc đó tùy theo cái thương tổn mình định vị, thương tổn của tử cung, thương tổn của trực tràng hay thương tổn của tiền tuyến mà mình sẽ định vị. Ví dụ như nếu là tử cung nó khác cái cổ tử cung thì cái mặt phẳng corona đi qua tử cung lúc này nó phải là cái mặt phẳng theo trục của thân tử cung. Nếu các chị khảo sát ung thư của nội mạc tử cung thì khi mà ở cái mặt phẳng này thì các chị phải cắt cái mặt phẳng axa là những mặt phẳng ngang như thế này, các chị mới đánh giá được sọc lên. Cho nên chính vì vậy mà mặt phẳng để làm localize để mặt phẳng để chuẩn bị thì người ta lại sọc bụng thì lấy corona, nhưng chậu thì lấy Serifa. Các chị lưu ý điều đó. Và tùy theo thương tổn mà mình có mặt phẳng axa hay là mặt phẳng corona tương ứng với từng tay. Bởi chúng ta không tái tạo được, cho nên bắt buộc chúng ta phải lấy thẳng góc đúng. Thì như vậy, đặc biệt là trong ung thư thì mình mới đánh giá được cái sọc lệch của nó. Thành ra ví dụ như đối với lại cổ tử cung khác với thân tử cung thì sau khi có mặt phẳng Serifa này rồi, các chị cắt những mặt phẳng axa hoặc các mặt phẳng corona nếu cần thì theo cái này chứ không theo cơ thể. Là đối với lại ba cái nhóm tạng chính trong bồn chậu. Đương nhiên cái nào cũng sẽ đi theo cơ thể. Ví dụ như một khối u bồn chậu, cái này như khối u bồn trứng to, nó nằm ngoài của ba cái tạng mà có cái những cái cục đặc biệt này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mặt phẳng Serifa corona axa của cơ thể
cái chuyện này chúng ta không đánh giá tổn thương tại ba cái mạng, mà chúng ta đánh giá cái tổn thương của một cháu. Thì vâng, thật sự đi theo được một cháu. Thì đó là một cái lưu ý ở đây khi mà sử dụng ba mạng này. Thì thông thường là ta sẽ sử dụng những cái xung T1, T2 giống như là của cái nhóm cố định, hoặc là có thể là ligand gì đó hai cái nhóm đó tùy theo cái bệnh mà mình muốn đặt tên. Thì cái phần tương tự này thì ta chỉ về tập ở trong bài. Thì cái bài về gan mật mai tôi sẽ trình bày với các anh chị, mà đây thì qua đây nó có một số cái minh họa ở trong cái phần từ gan này, thì các anh chị có thể tham khảo. Ví dụ như trong một cái phần từ cơ bản của gan thì có sử dụng cái T1, T3, T3, cái T2 thường hay là T2 xóa mở hoặc là T2 heavy là tập hợp với gadolinium, hoặc có thể sử dụng cái ribovis. Thì đặc biệt là cái giữa gadolinium và cái ribovis này, một cái là tương phản nội bào, nó ngoại bào, một cái là tương phản nội bào đặc hiệu 1, tuy nhiên nó cũng có tính chất của ngoại bào. Cho nên khi sử dụng cái chất tương phản nội bào này, cái ribovis này, thì chúng ta cũng khảo sát tương tự cái cách bắt thuốc của nó như là ngoại bào, cộng thêm cái thì gan là ở khoảng 20 phút, 10 cho tới 20 phút. Thông thường mình cứ nhớ cái số 20, có thể sớm hơn có thể trễ hơn tùy theo cái tổn thương. Thì đặc biệt ở đây chúng ta nhớ ribovis nó bằng là khi mà khảo sát động học, thì động học của ribovis giống như là động học của gadolinium, nhưng nó cho phép mình khảo sát thêm cái thì gan mật là 20 phút. Chúng ta coi gan có nhu mô gan hay không, coi mật có bài tiết mật hay không, để qua đó mình đánh giá chức năng của gan và đánh giá hình thái của mật. Động qua bước ba này rồi. Đây cái hình là một cái hình động học. Ví dụ như các anh chị thấy mình sử dụng cái xung T1, 3D T1, bởi vì cái gì nó bị ở đây nó đen, xóa mở hết trước khi chích. Khi chích ở thị động mạch thì mình chỉ thấy là lơ thơ, mình chỉ thấy thuốc nó chỉ hiện ra trong mạch, còn đứng mặt cửa mình thấy nó nhạt hơn ở chỗ này. Lắp thì mình thấy nó có da heo, còn qua thì tĩnh mạch thì mình thấy tĩnh mạch cửa nó đam thuốc đều hơn và lắp của nó đồng nhất. Khi sử dụng những cái ribovis thì cũng giống như tương tự như gadolinium ở các thị, nhưng mà ở cái thị gan mật này thì các anh chị lưu ý, thì nếu mà tế bào gan bình thường, cái năng gan bình thường, thì cái gadolinium này nó sẽ bắt mật ở cái thị 20 phút, và lúc đó thấy nhu mô gan nó tín hiệu nó cao hơn, nó sáng hơn. Còn những tổn thương mà không có tế bào gan, không có tế bào buffer thì nó không có cái phim của Beast, cho nên là tín hiệu của nó thấp hơn ở đây. Và đó là cái đặc trưng của cái đồ từ gan người ta. Đương nhiên thì bởi vì T1 thấp cho nên không nói đây là cái này. Xin lỗi, ở đây không có hình T2, và nếu hình T2 mà nó không có trắng giống như dịch não tủy thì nó không phải là nàng. Đương nhiên khi chụp cái nàng thì ở trên cái hình T1, T2 không được, phải xài cái quá đường rồi, không cần thiết
đồng pha, một nền tính chiều cao, một nền tính chiều thấp là cái gan nhiễm mỡ luôn. Trên T2, ở đây là T2 xóa mỡ, thì mình cũng thấy là cái có thể thấy được các cái tính chiều mạch máu ở bên trong, nó đi bên trong của cái mô này và nó không bị đẩy lên. Thì trên các thì T1 3D nó xóa mỡ tất cả nội bào lẫn ngoài bào, mình thấy cái độ của nó thấp. Thì một cái gan nhiễm mỡ nặng thì bình thường, gan nhiễm mỡ bình thường nhẹ hoặc trung bình thì thấy mô gan nó sẽ bắt thuốc đều, nhưng mà trong những cái gan nhiễm mỡ, nhất là trong những cái nhóm tiroxen thay đổi biến dưỡng của nhóm tế bào gan ung thư thì cái tế bào gan có thể nó không bắt thuốc tương đẳng giống như là gan bình thường. Tuy nhiên là trên cái hình T1 đồng pha của bà đó với cái hình ảnh của mạch máu nó không bị biến đổi của đường đi, thì đó là cái đặc trưng của cái gan nhiễm mỡ do nguyên nhân. Vậy thì nếu mà một cái bướu mỡ hay một cái tổn thương u thật sự thì chúng ta sẽ cái đường đi của mạch máu nó sẽ bị biến dạng, và thông thường trên cái chụp ở trong một với cái xung T1 3D đó thì thông thường ở cái thì khoảng 90 giây, 1 phút rưỡi hoặc là cái thì muộn thì cân bằng 3 phút thì người ta thông thường ta dễ người ta sử dụng những cái hình corona, tất cả các hình thì trước dịch ở thì động mạch thì cửa thì có thể sử dụng các hình của AXA, nhưng mà trên cái hình khoảng 90 giây hoặc là 1 phút rưỡi hoặc là 3 phút, 2 phút, 3 phút tùy cái phút trình thì người ta có thể thấy lấy cái hình ở mặt phẳng corona, mục đích là để mình xem các cái đường đi của các mạch máu nó dễ nhìn hơn. Rồi còn cái hình trường hợp thứ hai là một bệnh nhân nữ 45 tuổi có cái ung thư vú đã phẫu thuật đoạn vú, siêu âm có khối ở gan. Bây giờ chụp hình phỏng tình để đánh giá. Thì ở đây trên hình T1 thì thấy hai cái khối nặng độ xin lỗi, tình hiệu thấp hơn cái nguyên mô gan nợ. Nhưng mà trên T2 thường hay là T2 phát xá thì tình hiệu của nó cao, nó gần gần như là cái tình hiệu. Khi mà khảo sát với lại cái gado liên dương trước chính cái hình T1 xóa mở nội bào ở ngoài bào thì thấy nó là tín hiệu thấp. Ở thì động mạch thì hình ảnh này các anh chị dễ nhìn biết rồi là gì. Hình này là gì các chị khảo sát động mạch qua nhắc thì dễ qua dễ nhìn qua thôi của ca này đặc trưng. Nó ở dạng bắt thuốc ở nốt viền thì động mạch và ở thì tĩnh mạch nó lan dần vô trong, ở thì muộn hơn nó gần lóc đầy và gần như lóc đầy tổn thương này 5 phút. Nó là cái gì? Tại vì cái gì? Cái này thì điển hình của một cái khu mạch của gan, khu mạch dạng xoay, cái cavernous venous trung mạch. Vì nó bản chất của nó là cái hồn máu gồm những cái mạch máu màng mèo, nó chỉ có tế bào lót biểu mô mà không có thành, cho nên cái đường đi của nó rất chậm. Thành ra các chị sẽ thấy khi mà chích thuốc vào ở tiền động mạch lắp nó còn da beo đây
thì mình thấy những cái mạch máu ở ngoài biên tiếp giáp với lại cái khối này nó bắt phúc mạnh, bởi vì mạch máu của nó một mạch máu nhưng mà mình cắt được một lát thì có lúc mình thấy có lúc nó không cho nên ở cái dạng nốt, thì gọi là bắt phúc ở dạng nốt ở thành. Đó là tính chất điển hình của một cái elemento, thì là mạch và bắt phúc dạng nốt tập, tức là dạng nốt hình cái trống mà ở trên thành, thực sự ra không có thành thật. Elemento thì không có vỏ bọc, nhưng mà trên một cái nền gan như vậy, trên một cái hình này thì cái xung quanh ở đây thì nó giống như là cái thành, nhưng mà đây là giả. Thì ở trên thành nó có những cái nốt, cái thành giả này nó có những cái nốt thì gọi là trong khu vực nốt thành. Và có điều đặc biệt cũng như cái bài CT gan một lần gan sau này trong cái bài nói rồi, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, chúng ta sẽ lưu ý là khi mà các chị đo cái nồng độ của mạch máu với cái mạch máu ở đây, một cái động mạch, ví dụ như lấy động mạch trung bụng, mạch kia thì khó hơn, các chị lấy động mạch trung bụng thì các chị sẽ thấy cái thuốc mà nó ngấm vào trong các cái tổn thương ở trong elemento thì nó gần như tương đồng giữa tổn thương và động mạch chủ trên các thị. Đó là cái khi đó là cái chiều quan trong các chiều quan. Chiều qua thì tĩnh mạch, qua thì tĩnh mạch thì đương nhiên cái nồng độ của thuốc nó sẽ trong động mạch chủ nó sẽ thấp xuống đi. Nó bắt đầu nó rửa ra rồi thải đi, thì cái đậm độ ở đây khi mà nó lan vô trong thì đậm độ của nó, xin lỗi, tín hiệu nó cũng không cao bằng, mặc dù nó rộng ra hơn nhưng cái tín hiệu của cái phần lan vô trong này các anh chị sẽ thấy nó không có sáng giống như ở đây, nhưng mà nó lại tương đồng với động mạch chủ. Và ở thì muộn hơn các chị cũng thấy nó sẽ tương đồng giảm đi, vừa lan rộng ra đậm độ tín hiệu vừa giảm đi, và tín hiệu này nó đi theo của động mạch chủ. Đây là cái khóa của chẩn đoán mà tính chất này nó sẽ bị khác so với mô sơ. Ví dụ mô sơ nó bắt thuốc giảm và tăng dần trên các kỳ mô, trên CT, trên MRI, nhưng nó còn tương đồng với lại động mạch chủ. Gần như chỉ có elemento mới tương đồng này. Thì các anh chị cứ nhớ cái điều này, nó không tương đồng thì các anh chị phải quan trọng nó phải là elemento. Có tổn thương đó, nhưng mà nhiệm vụ của mình
Tên thứ hai là mình phát hiện chắc chắn ở đây có quẩn tường. Và nhiệm vụ của mình là phải đi cắt kinh hóa bản chất của quẩn tường này để có chẩn đoán nó là gì. Ví dụ như cái nang thì dễ dàng, nếu mà cái nang thì nó cao bằng cái này thì không nói. Nhưng mà một cái cao trung bình so với nền gan nhưng thấp hơn 16 tuổi thì đều là những tổn thương thận, có thể là lành tính hay khác tính. Và trong gan mở thì nó không còn. Thì trên cái hình này ở T1 3D không chích, chưa chích gan đô. Dù là gan đô hay bị một chích gì trên thì động mạch mình thấy nó bắt thuốc mạnh, giống như là gan dùng một, giống như là bỏ thần ở đây. Qua thì tĩnh mạch mình thấy là nó có giảm hơn so với lại thì động mạch, nhưng không bắt thuốc nhiều hơn. Ở tiền cân bằng nó vẫn còn cao hơn dù một gan xung quanh. Đặc biệt trên T2 mình thấy ở vùng trung tâm của nó, bây giờ ngoài nó sáng quá thì các chị có thể khó nhìn thấy, ở vùng trung tâm của nó sáng hơn là xung quanh của khối u. Trên hình T1 sau khi chích tương phản thì thấy vùng trung tâm sáng trên T2 đó, nó không có bắt tương phản. Thì trên T2
À, xin lỗi, tên T1 cộng đủ 3. Thì hình này, cái loại hình này thì tôi lấy ví dụ từ một cái bài dịch ở trên mạng thì chắc là có nhiều người coi rồi. Nhưng mà việc mình sẽ không được chậm từ từ ở đây. Từ trên T1 đồng pha, trên T1 đối pha, mình sẽ xem có cái nền gan có chỗ nào là mạch máu thấp, không phải là mạch máu này. Nhiều mạch máu giữa hai bên đồng đối bằng nhau. Dù đối nhu mô không phải là mạch máu, có những cái chỗ nó tăng hay những cái chỗ nó giảm mạch máu qua bên này có thể thấy nó bình thường hoặc có thể nó cao hơn từ trên T2 trên này trên gì còn thấy mà trên cái slide cái bài gửi thì anh chị thấy trên T2 những khối này rất nhiều nó cao nhẹ thì nó là tổn thương thận. FNH cũng cao nhẹ tới trung bình. Adeno, HCC, gần như tất cả các tổn thương tạng thận hoặc là di căn nó đều cao trên tình này đó. Cho nên là mới có một nguyên tắc là trên nền gan sơ thì bất kỳ một nốt nào có nồng độ có tín hiệu cao thì phải được xem đó là ung thư gan nguyên phát cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Đó là cái nguyên tắc mà muốn canh gì cho nói đến. Thì tên thứ ở đây nó cũng cao nhẹ và sau khi chích tương phản thì tên thì động mạch bắt cuộc mạch rồi nó giảm bằng độ ô dần. Ở trên thì gan mạch đó, ở đây cái hình các anh chị thấy cái tín hiệu của nó thấp nhưng mà nó vẫn có bắt thuốc bên trong chứ không phải là không bắt thuốc ngoài quanh. Đây hình này là cái hình soi là cái nhu mô gan bình thường thì ở đây nó có bắt thuốc nhưng mà ít hơn. Đặc biệt là nó có vỏ bao, vỏ bao giả. Thì một cái tổn thương, đa tổn thương có tín hiệu cao nhẹ trên T2 có giảm tín hiệu trên T1 đối pha, có nghĩa là có mở bên trong, có vỏ bao giả, tắc thuốc hiệu tăng tư máu của động mạch nhưng không có thải thuốc trên các tiền sau, bắt thuốc trên trị gan mạch thì đương nhiên nó là gan adeno. Khi mà trên thực tế thì những cái adeno hay là những cái FNH nếu mà sử dụng những cái thuốc gadolinium thông thường thì các chị thông thường các chị sẽ thấy nó vẫn còn bắt thuốc gần như là nồng hoặc là giảm nhẹ tín hiệu so với lại nhu mô gan chứ nó còn có mình không có thấy đen do cái nhu mô gan nó quá tải đi ở cái thì gan mà của các chị muốn biết này. Đó là những cái amino của gan. Rồi, ở đây thì dễ dùng tín hiệu thấp trên T1, tín hiệu cao trong lòng nhất trên T2, cao trung bình. Tín hiệu thấp trên T1, chưa dịch, bắt thuốc mạnh, thải thuốc so với lại mô gan là khó thì bỏ vào. Thì cái HCC thì dễ dùng. Rồi, một bệnh nhân nam 72 tuổi. Thì các chị thấy trên hình T1 ở đây những khối tín hiệu thấp ở trên T1 cao ở trên T2 khi mà chích tương phản ở đây là chích cái rubis mình không mang nghĩ đến cái rubis hay là cái rubis các chị coi đó thì mặt
bắt phúc mặt. Qua tới thì thích mặt, nhưng mà trên cái Primobis thì gần như nó không bắt phúc ở bên trong. Trên hình T2 cái hình này nó không điển hình lắm, tại vì chưa có thời gian soạn lại cái bộ này. Này là để lấy cho em tiền. Thank you.